Andriy Yusov, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR, cho biết Nga đã sử dụng số lượng đáng kể máy bay không người lái, UAV, đánh lạc hướng, được thiết kế để thăm dò hệ thống phòng không thay vì tiêu diệt các mục tiêu trong cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine hôm 31 tháng 7. Nga đã phóng tổng cộng 89 máy bay không người lái tấn công Sahit và một tên lửa KH-59 trên khắp Ukraine trong cuộc tấn công. Không quân Ukraine tuyên bố tất cả đều bị bắn hạ. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất vào Kiev trong năm nay với hơn 40 máy bay không người lái bị phá hủy trong không phận của thành phố và các khu vực lân cận. Theo ông Yusuf, UAV đánh lạc hướng, không có bộ phận nổ. Ông nói thêm, mục tiêu của Nga là làm cạn kiệt và khám phá các hệ thống phòng không của Ukraine. Đây cũng không phải là một chiến thuật mới. Các lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine đã thực hành và đối phó hiệu quả những thách thức như vậy. Trong khi đó, ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng một loại máy bay không người lái mới là Gerbera với số lượng hạn chế trong cuộc tấn công gần đây. Ông mô tả những UAV này là phiên bản rẻ hơn của máy bay không người lái tấn công kiểu Sahit. Loại máy bay này được phát triển tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan. Theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Gebra có tổng hợp 3 chức năng gồm tấn công tự sát, trinh sát và môi nhử. Chức năng môi nhử của Gebra đã được Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định hồi đầu tháng này. Ngoài ra, Gebra còn có khả năng phối hợp tấn công theo bầy đàn, nghĩa là phối hợp với các UAV khác để tăng hiệu quả trong các điều kiện tác chiến. Các nguồn tin lưu ý rằng dưới lớp vỏ gỗ dán của máy bay không người lái có anten 3G và 4G cũng như modem có thể SIM mang lại cho chúng khả năng di động cao và khả năng điều khiển ở khoảng cách xa. Ông Andrei Cheniak, đại diện của Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10.000 đô la Mỹ và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét, khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận. Máy bay không người lái đã trở thành khí tài quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Ukraine trước cuộc chiến với Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chiến lược Ukraine Hanna Hovodia tuyên bố, Kiev có năng lực sản xuất hơn 3 triệu máy bay không người lái mỗi năm, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài cả nga và ukraine đều ra sức phát triển uav nhằm tìm cách giành ưu thế trên không với chi phí tương đối thấp so với các loại vũ khí khác tháng trước bộ quốc phòng nga cho biết quân đội nước này đang thử nghiệm một loại uav vận tải hạng nặng có tên gọi là perun có sức trở lớn hơn thông thường uav này có hai phiên bản khác nhau có thể khai hỏa vũ khí cả trên mặt đất và trên không nga triển khai tàu ngầm tên lửa hành trình tại biển đen business insider dẫn thông tin từ hải quân ukraine cho biết hải quân nga đã đồng thời triển khai ba tàu ngầm tên lửa hành trình của mình tại vùng biển thuộc khu vực biển đen các tàu ngầm này có thể là tàu lớp kilo cải tiến được mệnh danh là hố đen đại dương vì tính năng tàng hình vượt trội được triển khai chỉ vài tuần kể từ khi tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội biển đen nga rời căn cứ ở krem sau các cuộc tấn công liên tục của ukraine Nga đã rút nhiều tàu nổi của mình đến các vị trí ít có khả năng bị tấn công hơn. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, Business Insider, gọi tắt là BI, dẫn lời của người phát ngôn lực lượng hải quân Ukraine Dmitry Plitenchuk cho biết tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội biển đen của Nga đang rời Crimea. Hãy ghi nhớ ngày này. Ông Plitenchuk không nêu tên con tàu, nhưng vào tháng 3 năm 2024, ông nói với đài truyền hình Ukraine rằng Nga chỉ còn lại một tàu tên lửa thất bại trên vùng biển này. Đầu năm nay, Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga. Tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố hạm đội Biển Đen đã không còn hoạt động về mặt chức năng. Tuy nhiên, Nga vẫn còn lực lượng tàu ngầm đang hoạt động. Người phát ngôn Dmitry Politenchuk cho biết thông qua mạng xã hội Facebook hôm 29 tháng 7 rằng đây là lần đầu tiên Nga cùng một lúc điều động ba tàu ngầm mang tên lửa hành trình tới khu vực Biển Đen và Biển Azov. Đề cập đến tổn thất của các tàu nổi của Nga, ông cho biết hạm đội Biển Đen của Nga hiện đã được gọi là hạm đội tàu ngầm. Hạm đội Biển Đen của Nga có 6 tàu ngầm lớp kilo cải tiến. Một tàu Rostov Ondon đã bị hư hại vào mùa thu năm ngoái do bị tên lửa hành trình Somsadov SCALPEG của Ukraine bắn. Các tàu ngầm Kilo là tàu tấn công chạy bằng điện diesel có khả năng mang tên lửa hành trình Calip, ngư lôi và thủy lôi. Quan chức Hải quân Ukraine nhận định rằng các cuộc tấn công của Kiev ở Crimea và xung quanh Biển Đen đã buộc Hải quân Nga phải thay đổi chiến thuật. ai ghi nhận dấu hiệu cho thấy thay đổi đáng kể về sự hiện diện của lực lượng Nga tại các căn cứ Hải quân. Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công mạnh vào cảng Sevastopol và một số tàu và tàu ngầm của Nga. Hành động này đã khiến hạm đội Biển Đen phải rút về căn cứ khác trong khu vực. Hình ảnh vệ tinh do BI thu thập đã ghi lại sự phân tán liên tục của lực lượng hải quân Nga trong khu vực. Vào cuối tháng 6, ông Politenchuk cho biết rằng các tàu chiến Nga đã phóng tên lửa từ biển Azov, một vùng nước nhỏ hơn ở phía bắc Biển Đen, bởi họ cho rằng đây là điểm bắn an toàn hơn Biển Đen. Sau đó vào tuần trước, Nga được cho là đã rút các tàu của mình ra khỏi biển Azov. Không có các lực lượng hải quân truyền thống để cạnh tranh với hạm đội biển đen của Nga, Ukraine đã dựa vào các tàu không người lái và tên lửa để đánh bại tàu Nga ở khu vực này. Những thành công của Ukraine ở Biển Đen là điểm sáng cho nước này trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow khiến Kiev tổn thất đáng kể ở các mặt trận trên bộ. Ukraine không đạt được nhiều thành công trong nỗ lực giành lại các khu vực mà Nga nắm quyền kiểm soát, nhưng Biển Đen lại là một câu chuyện khác. Vào cuối tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại ít nhất 24 tàu của Nga ở Biển Đen. Nga bắt sống sĩ quan Ukraine giành 33 cứ điểm chỉ trong 24 giờ. Tờ Mokovskyi Consomolet MK ngày 31 tháng 7 dẫn lời người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm quân phía Tây Ivan Bikma cho hay, chỉ trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 33 cứ điểm tại Ukraine, cờ Nga đang được ổ ạt kéo lên. Ông Ma cho hay, nhiều hoạt động chiến đấu tích cực các đơn vị súng trường cơ giới của Nga đã cải thiện các vị trí dọc chiến tuyến và giành được quyền kiểm soát 33 cứ điểm từ tay lực lượng vũ trang Ukraine. Thông báo chi tiết do nhóm quân phía Tây công bố cho biết, với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, quân đội Nga đã đánh bại lực lượng và trang bị của Ukraine tại các khu vực Novatoskoye, Tobayevka, Mekeyevka, Petropavlovka, Sinkovka và Stenmakovka. Tại các khu định cư khác ở Donetsk, các đơn vị chiến đấu của Nga cũng ghi nhận những bước tiến lớn. Diễn biến đang chú ý nhất tập trung tại làng Progress, quận Pokrovsky, thành phố Krasnogorovka hay Kratnohorivka. Theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 31 tháng 7, trong quá trình giao tranh ở làng Progress, các binh sĩ thuộc đội xung kích lữ đoàn Slavvian, cận vệ số 1 của Nga, đã bắt sống được hai quân nhân Ukraine, trong đó có một sĩ quan ngay sau khi phát hiện chiếc xe bọc thép của ukraina đang di chuyển pháo binh nga đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác hỏa lực mạnh khiến chiếc xe không kịp chống đỡ và lật nhào các quân nhân ukraina trên xe bị bắt sống cung cấp thông tin cho Ria Novosti, binh sĩ nga với biệt danh Myak kể lại rằng ban đầu lực lượng nga bắt giữ được 3 người nhưng sau đó một người bị chính máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đánh trúng và thiệt mạng. Lực lượng nga đã xác minh thông tin và cho biết trong hai quân nhân Ukraine còn lại có một người là sĩ quan. Trong khi đó, tại Kratnohorivka, các bước tiến của Nga tại đây đang tiến triển nhanh tới mức khi trả lời phỏng vấn tờ New Roy of Ukraine ngày 31 tháng 7, ông Yuri Putusov, tổng biên tập trang tin Kensho NET, chuyên tin tức về Ukraine, đã thốt lên rằng mặc dù chưa chính thức công bố, nhưng Ukraine đã hoàn toàn mất Kratnohorivka. Ông Butusov nói, Krasnohorivka, chúng ta đã hoàn toàn mất đi một thành phố lớn, hiện tại chỉ là họ quân đội Ukraine xấu khổ khi nói ra điều đó. Theo Tokwa, Krasnohorivka đóng vai trò quan trọng đối với Kiev vì nơi đây là một điểm then chốt trong chuỗi cung ứng hậu cần cho các đơn vị quân đội Ukraine tại Donetsk. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, ngày 31 tháng 7, các bước tiến quá nhanh của Nga đang khiến nội bộ Ukraine rối ren. Tại Kiev, giới chức chính phủ đang đau đầu với thiệt hại của quân đội. Nghị sĩ quốc hội Ukraine Mariana Bezukla gần đây đã đổ lỗi cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Siski về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường. Cùng ngày, trang tin Military Review cho hay, ông Zelensky hiện đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gai gắt tại Ukraine sau khi để mất Krasnohorivka. Các đại biểu Quốc hội Ukraine phẫn nộ khi Krasnohorivka, thành trì đầy hứa hẹn cuối cùng của Ukraine tại Donetsk, gần như đã rơi vào tay Nga. Nơi đây còn được Kiev xem như bàn đạp ở Donetsk. Military Review cho hay, ngoài Kratdohoripka, Miriinka và Abdiivka cũng là một phần của bàn đạp Donetsk, tuy nhiên lực lượng Ukraine đã để mất cả hai thành trì này thời gian trước. Cùng theo trang tin này, các đại biểu quốc hội Ukraine đang gây sức ép buộc ông Sinsky từ chức. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi Kratnohorivka, chỉ để lại một biệt đội cảm tử trực thuộc lữ đoàn 59 ở đó. Military Review cung cấp thông tin, đồng thời cho biết, tàn quân của Ukraine đang ở trong túi lửa, 90% địa bàn thành phố Kratnohorivka đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Bản thân lữ đoàn 59 của Ukraine cũng đang trên bờ vực nổi loạn. Theo hãng tin RT, ông Putin đã đến sân bay Vnukovo 2 bên ngoài thủ đô Moscow cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại SVR Sergei Naryshkin ông putin nói tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã trung thành với lời thề nghĩa vụ và đất nước không quên các bạn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chúng ta sẽ nói về tương lai của các bạn bây giờ tôi chỉ muốn chúc mừng sự trở lại của các bạn Trước đó FSB xác nhận tám công dân Nga cùng con cái của họ bị bắt giữ và bỏ tù ở một số nước NATO đã được đưa trở về Nga, cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày 1 tháng 8, tổng thống Joe Biden xác nhận ba công dân Mỹ và một người có thẻ xanh của Mỹ đã được Nga thả trong khuôn khổ trao đổi tù nhân. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về cuộc trao đổi tù nhân bắt đầu vào chiều ngày 1 tháng 8 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ban đầu cả Moscow và Washington đều từ chối đưa ra bình luận chính thức. Ông Biden nói, Hôm nay, ba công dân Mỹ và một người có thẻ xanh bị cầm tù ở Nga cuối cùng đã được về nước là Paul Quellan, Evan Geskovic, Anlu Komaseva và Vladimir Karabuza. Ông Biden mô tả thỏa thuận trao đổi tù nhân là một kỳ tích ngoại giao, đồng thời cảm ơn Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Mỹ đạt được kết quả này. Tuy nhiên, ông Biden không đề cập đến 10 công dân Nga được Mỹ và các đồng minh trả tự do trong cuộc trao đổi. Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ MIT trước đó cho hay, cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn nhất trong những năm gần đây giữa Nga và các nước phương Tây diễn ra tại Ankara hôm 1 tháng 8. Theo đài truyền hình TRT Khabar, 26 tù nhân từng bị giam giữ trong các nhà tù ở 7 quốc gia Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus được thả trong khuôn khổ chương trình TRT Khabar đưa tin, 10 tù nhân trong đó có hai trẻ em đã được đưa đến Nga trong khuôn khổ hoạt động trao đổi, 13 tù nhân đến Đức, 3 tù nhân đến Mỹ và 3 tù nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 7 máy bay với khai chiếc từ Mỹ, mỗi nước Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy và Nga có một chiếc đã được sử dụng trong chiến dịch này. Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các cá nhân được trả tự do trong cuộc trao đổi có công dân Đức Rico Kriege, sĩ quan cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Vadim Krasikov, lãnh đạo phe đối lập Nga Inya Rassin, phóng viên tờ quân Trish Ivan Geskovic và lính thủy quân đánh bộ Mỹ Paul Quellan. Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm họ đã làm trung gian cho cuộc trao đổi tù nhân cũng như điều phối và đảm bảo an ninh cho quá trình này. Cuộc gặp vào tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa đại diện của 7 quốc gia là một trong những bước cuối cùng để tiến tới trao đổi tù nhân. TRT Khabar cho hay, sau khi hoàn tất thủ tục phối hợp với các nước tham gia, đánh giá sức khỏe của tù nhân và xem xét các điều kiện tiên quyết khác, các tù nhân đã được đưa lên máy bay của các nước mà họ sẽ đến với sự chấp thuận và hướng dẫn của MIT. Cuộc trao đổi tù nhân hôm 1 tháng 8 là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trước đó, 25 người Mỹ đã được đổi lấy 3 người Liên Xô và 1 người Ba Lan vào năm 1985. Vào năm 2010, ông Putin cũng đích thân chào đón một nhóm người Nga bị bắt trước cáo buộc làm gián điệp ở Mỹ. Tổng cộng có 10 công dân Nga được đổi lấy 4 điệp viên phương Tây.